Chuyến này chúng ta đến đây tu học, quý vị được nghe những đức chia sẻ về những đoạn kinh trong Vô Lượng Thọ, giúp cho quý vị tăng thêm tính tâm tính nguyện rất là lớn. Thời gian lâu ha, mình cứ niệm Phật và đọc những đoạn kinh Vô Lượng Thọ, như đọc cái tự nhiên đọc tới đâu thấm đó đó. Thì ra rõ ràng như lúc trước, những đức nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng 5 năm mà mỗi ngày cứ nhồi nhét vào thôi, không có làm. Sau này khi những đức đi xuống đây, cái những đức lo niệm Phật không à? Tại vì lời giảng của Ngài sâu trong kinh ấy, mình nghe mình không có làm được liền, tại vì sâu quá. Khi mình chuyên niệm Phật, sau này tự nhiên những bài giảng của Hòa Thượng mình nhớ, nhớ lại còn rõ hơn ngày xưa lúc nghe. Mà lúc trước cứ mỗi ngày cứ tụng kinh Vô Lượng Thọ, không thấy cảm giác là kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt nha. Nhưng mà khi ngưng tụng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm Phật không, khi niệm Phật không thì lúc mà đọc kinh Vô Lượng Thọ lại tự nhiên hiểu nhiều lắm và rất là hay. Thì thấy rõ ràng là câu Phật hiệu này nó giải thích rộng lắm, từ kinh giáo, nếu chân thật niệm, nhiều thứ tự hiểu. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài tán thán Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật 92 năm. Ngài nói rằng Hòa Thượng Hải Hiền cái gì cũng biết, nhưng mà cũng không muốn biết luôn. Vì sao? Vì Ngài đã làm được cái việc niệm Phật 92 năm mà dạy chúng sanh hay hơn. Niệm câu Phật hiệu được 92 năm Ngài làm được rồi, giờ dạy chúng sanh vậy thôi, để chúng sanh niệm theo vậy thì họ sẽ biết hết. Hay nên từ nơi đó mà chúng ta càng gầy dựng cái tính tâm tính nguyện cho nó vượt trội lên, thì câu Phật hiệu mình niệm mình sẽ thích thú vậy lắm. Như hồi sáng chúng ta có nói một câu, nói niệm Phật là công đức thù thắng nhất. Không có việc làm nào mà thù thắng bằng niệm Phật. Nhưng chúng ta cần phải nghe Pháp để nó cỡ mở cái tâm nghi của mình đối với câu Phật hiệu. Khi mà mình cỡ mở cái tâm nghi đó, thì mình niệm câu Phật hiệu thì thật sự là công đức thù thắng. Nên hiện tại bản thân mình nghe Pháp là thù thắng. Tại vì sao? Để nó cởi mở, rồi bắt đầu nó mới niệm Phật là thù thắng. Nghe không? Cái đường dẫn nước của mình nó bị nghẹt. Mà Pháp là cách để mà thông ốc, để nó không bị nghẹt nữa. Thì nước nó dẫn qua mới thông. Có nước rồi nhưng mà nó bị nghẹt ốc. Thì bây giờ phải dùng phương pháp để thông ốc. Chúng ta đã gặp tịnh độ rồi đó, nhưng bây giờ phải phát khởi tín nguyện cho nó mạnh đối với câu Phật hiệu. Thì cái lúc mà phát tín nguyện cực kỳ mạnh thì câu Phật hiệu này bị niệm lên thì đúng rõ ràng công đức thù thắng. Khi những đức đọc những cái nguyện này hay lắm. Mình thấy rằng khi mình giảng sanh thì cực lạc, vì sao mà mình không có phiền não gì hết, vì mình biết hết trơn nên mình đâu có phiền não. Còn ở đây vì sao mình phiền não? Mình cái gì cũng không biết chứ, nên mình mới phiền não. Giống như mình mò khơ khơ không. Còn ở thế giới cực lạc là mình nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ như bông sen, mình sẽ chụp bông sen. Còn ở đây là mình đi mò bông sen, nó khác hoàn toàn, đúng không? Ở thế giới lạc người ta thấy rõ ràng, người ta chụp ngay bông sen, người ta ngắt bông sen thôi. Còn mình ở đây là đi mò bông sen, hên thì dính, không hên thì thôi, hết xui ấy vậy, thấy không? Hên xui, thấy chưa? Nên mình nghe những lời nguyện này mình mới thấy mình về thế giới cực lạc mới thù thắng. Nên tất cả chúng ta đều tạm thời xa
những cái ở cái cõi đời này thì mình mới giúp họ đời đời kiếp kiếp. Nên có một người này gặp những đức nói một câu rằng những người bên cạnh thầy phải rèn luyện họ, giống như rèn luyện họ có tham tiền hay không. Vì lúc đó hãy giao công việc cho họ làm. Những đức nói thôi khỏi rèn. Vì sao? Vì tiền ai mà không tham. Rèn hoài cuối cùng không có người làm việc luôn. Có người ta vô người ta phụ mình là may lắm. Tiền ai mà không tham mà rèn, mình còn tham đi rèn ta làm gì, đúng không? Xác thực. Có những người hỏi mấy thầy đồ này kia phải phái cho mấy người trẻ thử họ, rồi tâm của quý thầy có động không, rồi lúc đó làm việc mới chắc ăn. Nó thôi khỏi đi, mấy cái trò này khỏi chơi làm gì, thấy không? Thử làm gì mất công, dính là mất công. Nói là bỏ chốt thì mất chốt, mà bỏ xe mất xe. Thà không bỏ mà còn, nghe không? Nói bỏ tiền mất tiền, mà bỏ xe mất xe, bỏ chốt mất chốt. Thôi, người ta đã phát tâm vô chùa, rèn cái tâm cho người ta, chứ đừng có thử người ta mấy cái thứ đó làm gì. Trời ơi, ví dụ như người ta đã làm việc được rồi, đem tiền thử người ta, lỡ người ta tham một cái, tự nhiên người ta không còn cái tâm phấn đấu. Ta đang tu được bình thường, tự nhiên kêu một người nào đến ẻo lẹ lả chọc người ta một cái, người ta động tâm một cái, lúc đó người ta tu hết được luôn, khác là mình hại người ta. Trong khi người ta ở cái cõi đời này mà cái cõi ngũ trược ác thế, cái cõi tham sân si, cái cõi ái nhiễm, mà mình đi đem cái thứ đó mình đi thử người ta. Ví dụ như ai thử mình rớt, cái lúc đó mình mới khóc mẹ khóc con. Nên thôi, mình đưa cho người ta tư tưởng, mình rèn cho người ta tư tưởng nhắn lại. Nhưng đức thấy rõ ràng trong cái cuộc đời này, đụng tiền tham tiền, đụng sắc tham sắc. Chỉ cần có tư tưởng thì nó mới kìm cặp được mình. Tư tưởng, quý vị, tư tưởng giải thoát, tư tưởng làm việc ý nghĩa, thấy mình sống gì là quá đặc biệt rồi, mình đi dướng vô cái đó làm gì. Thì cái đó, tư tưởng đó nó kèm cặp, thì người ta tu lâu dài, từ từ nó thấm tương giao đồng hũ. Không? Thí dụ như cái người ta đi làm thuê làm mướn cho mình, tự nhiên mình bỏ tiền trong túi mình cho người ta giặt, để có người ta tham không? Hỏi quý vị, người ta cần tiền quá trời, người ta mới đi làm, người ta kiếm tiền. Bỏ tiền vô túi hơn mấy tháng lương, đừng coi người ta tham hay không. Người ta lấy cái đuổi người ta, mình chơi vậy không có đẹp chút nào. Nếu như khổ như người ta thì có mình tham không? Thiếu thốn thì có mình tham không? Đã là khổ quá trời khổ luôn, quý vị hiểu không? Chứ nếu như mà sâu sắc thì nói chi nữa. Người sâu sắc thì người ta đâu có đến nỗi nghèo khổ, mà cái chủng tử nó đã kém nên người ta mới nghèo khổ. Nên mình còn đem cái đó mình khảo đảo người ta thì mình ác. Suy nghĩ kỹ là ác, quý vị. Mình càng tu mình mới thông cái tâm chỗ này nghe quý vị, đúng không? Nên mình làm ông chủ bà chủ đừng có làm cách đó. Đừng làm cách đó làm gì? Mình làm cách đó chừng mất mấy tháng lương. Hiểu không? Mất mấy tháng lương còn mất luôn bộ đồ. Lấy bộ đồ đi luôn, lấy mấy tháng lương đi luôn thì mất bộ đồ với mất mấy tháng lương. Mà kiếm người vậy khó lắm. Trong cuộc đời này chúng ta đừng đòi hỏi cao quý vị. Thường con người chúng ta được voi đòi tiên, có được cái gì cái là muốn thêm không mà. Nếu mình bình tĩnh mình suy nghĩ lại, có những lúc mình có gì, mình suy nghĩ vậy đi, rồi mình sẽ thấy chân quý. Có những lúc mình có gì mà mình đi đòi hỏi quá. Nên bản thân của những đức càng tu càng suy nghĩ, suy nghĩ lại những cái mà mình được khảo đảo, rồi mình nghĩ lại mình có nên khảo đảo người ta không? Không.
Tại vì sự khảo đảo của mình gặp phải nó khó quá. Mình khảo đảo người ta chắc không có ai bên cạnh mình luôn á. Thà bây giờ có người bên cạnh mình chung chung sống những ngày tháng bình thường còn tốt hơn là mình khảo đảo người ta mà không có ai. Có những người nói thà không có người còn hơn có người mà không đáng tin. Còn mình bây giờ mình tu học viết, mình suy nghĩ ngược lại, thà có người thôi, sống trong cuộc đời này tin không tin gì, tin nhân quả vẫn hay. Đúng quý vị. Nếu không mình mang lòng nghi hoài luôn, cả đời mình cứ mang lòng nghi người ta hoài thì con người mình sống bản thân mình cũng khổ nữa quý vị. Thôi cũng sẽ qua một đời, nhưng bản thân mình sẽ rất là an lạc. Người ta làm sao kể người ta, bản thân mình hãy tin nhân quả đi thì tự nhiên mình tự tại quá trời. Mình đừng có học theo Tào Tháo làm chi, hiểu không? Mình học theo Tào Tháo làm chi? Tào Tháo dù có thông minh, có giỏi, có khéo cỡ nào, nhưng cuối cùng mới bị thấy Tào Tháo được cái gì trong cái cuộc đời. Khi Tào Tháo chết đi, phải trải qua thời gian của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cuối cùng là súc sanh đó. Khi 1000 năm sau, có người làm heo, mổ bụng heo ra, thì ghi trong cái trái tim 2 chữ Tào Tháo. Đời Tào Tháo quá trời thông minh luôn, thủ đoạn nghi kỵ đủ cách, khéo léo tùm lum cách chứ. Cuối cùng đi làm súc sanh. Nghĩ được những chỗ này rồi thôi quý vị. Thí dụ như cuộc đời chúng ta được thành công qua sự rèn luyện cao độ, đừng nên đem những sự rèn luyện đó đi để cho người khác. Để cho người khác, bản thân người khác sẽ khó tiếp nhận được, hiểu không? Làm không nổi. Căn tính con người càng ngày càng kém, càng phải rèn họ tư tưởng đó. Đừng có trực diện, đánh vào nội tâm họ quá. Đánh vào nội tâm họ quá rớt sạch. Nó nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta nên nhẹ xuống. Đời của mình, đời sau mình nhẹ xuống chút nữa, cho người ta còn tồn tại vẫn là hay. Còn tồn tại vẫn là hay, những đức thấy. Ví dụ như anh em bên cạnh huynh đệ, bên cạnh những đức nói, những đức hạ cấp cho họ nhẹ lắm, không có khảo đảo thử thách gì chứ. Họ sống những ngày tháng, họ thấy thích, thấy rằng trong chùa bình an quá, tự tại quá. Rồi nó nuôi được cái tâm đó, có người đã 10 mấy năm mà còn gì. Nếu như mà gặp khó khăn quá, chắc 2-3 năm giọt mới tiêu, thì đâu có thời gian được 10 mấy năm. Được 10 mấy năm vẫn ngon 2-3 năm chứ quý vị, đúng không? Đó. Nên mỗi một người mình tu học pháp môn tịnh độ này là pháp môn tự tại. Cái đây học rõ ràng mà, niệm Phật là pháp môn tu tự tại nhất, đúng không? Mình giảng theo đề học rõ ràng đúng không? Tự tại, quý vị nghe thì thấy có tự tại không? Thấy nhẹ nhàng đối với con cái, đối với gia đình, đối với mọi người, đối với tất cả mọi người chúng ta đều nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề, chúng ta nhìn một người nào đó, họ gì mình nói không được. Được hết. Họ làm được là được. Từ khi họ làm không được thì nó không có được. Nên có những người nói nghe pháp ngồi vậy không có được, nhưng đứa nó được. Họ ngồi được thì là được, còn mình ngồi không được là không được. Hiểu không quý vị? Có những người nói cái cây đó cao lắm, leo lên không được đâu. Có người leo lên trên đó rồi mình nói nguy hiểm lắm, không được đâu. Nó leo được rồi đó. Leo được thì là được, đúng không? Đó. Có những người ăn 2 chén cơm, ăn thêm chén thứ 3 mà nó không có bụng này, ăn chén thứ 3 mới được. Nó ăn thêm chén thứ 3 được rồi mà nói nguy hiểm lắm, nó được rồi mà. Nó ăn được 3 chén rồi mà thì được thôi, hiểu không? Còn từng nào nó ăn không được thì là không được. Thì thấy, nếu mà quý vị nghe cảm giác gì nó nhẹ quá quý vị, thì trong cuộc đời này nó được với tất cả nhân quả. Nó được với những cái nhân quả mà mình đã từng gieo, hiểu không? Nên mỗi một người chúng ta nên thông cái tâm mình, để con người mình nó dễ tính. Nó rất là dễ tính, nó rất là nhẹ nhàng. Chứ nếu không mà mình mà nặng nề là con người mình khổ cả đời, không có nụ cười đâu quý vị.
Cười không dám cười. Sao ạ? Tu mà cười gì? Ờ ngộ vậy đó quý vị. Khổ quá mà cười gì không biết. Thì khổ mới cười. Đúng quý vị. Khổ mới cười. Khổ quá mới cười. Cười để hết khổ. Ví dụ như có những người người ta về đây, dù người ta khổ cỡ nào mà người ta nghe mình giảng người ta cười, người ta nói cảm ơn thầy ghê thầy. Mấy năm nay không cười nổi, bữa nào được như bữa nay. Bữa nay đúng là cười hết ga. Nhưng biết nói vậy là mấy năm nay không có bữa nào chạy hết ga. Dạ mấy bữa nay, năm nay không có bữa nào chạy hết ga như bữa nay. Vậy là bữa nay có cơ hội phải nhờ cái đạo tràng này mà cười được hết ga đó. Dạ nhờ đạo tràng mà cười được hết ga. Thấy không? Các vị thấy á, các vị về chùa mình tu 3 ngày bị cười biết nhiêu nụ cười nói. Những đức nói thiệt quý vị chứ. Một tháng chờ quý vị chưa chắc cười nhiều bằng 3 ngày nay. Đúng không? Một tháng luôn á. Nên ai ở trong cái pháp hội này mà mình không có cảm giác gì chứ là mình biết cái duyên mình sao rồi đó. Đúng không? Tại vì quá nhiều người nó cảm giác mà mình không có cảm giác là biết cái duyên mình sao rồi. Đúng không? Gọi là gì? Đạo bất đồng khó gặp lại. Đúng không? Bây giờ mình hướng đến đạo giải thoát, người ta không hướng đến giải thoát thì sao gặp? Dù có ngồi chung cũng xa nhau. Nghe mấy câu thì chán ngấy, chạy mất tiêu. Đúng không? Nhìn là biết duyên sao. Đó, nhìn là biết duyên sao. Nên quý vị ngồi đây chắc cúng dường Phật cũng dữ lắm. Không dễ. Tại vì sao? Cái pháp hội của Đức Thế Tôn giảng cho nhóm A Xà Thế Vương Tử, giảng con lần, nghe cái là phát nguyện gì? Nguyện sẽ thành Phật, giống Phật A Di Đà. Còn bây giờ chúng ta một ngày 3 buổi, mà 3 ngày 9 buổi, mà thấy gương mặt quen ngồi đây cũng nhiều. Cúng Phật cũng dữ dằn lắm ha, cúng Phật cũng dữ dằn lắm nên phải nghe. Chứ nếu không nghe lần một giọt mất tiêu. Phát nguyện xong khỏi đến nữa. Không? Phát nguyện xong khỏi đến nữa. Nên phát nguyện lần chỉ thành Phật giống Phật A Di Đà thôi. Còn mình thì phát nguyện đời này con muốn về cực lạc luôn, nên con cố gắng gầy dựng. Đúng quý vị, cố gắng gầy dựng. Bây giờ đọc lời nguyện cho quý vị nghe nè. Công đoạn này có 3 nguyện nha. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con đều tự biết được quá khứ của mình trong vô lượng kiếp, làm thiện, làm ác đều thấy nghe rõ, biết cả quá khứ, hiện tại, vị lai ở 10 phương cõi. Nếu không như thế, con không thành Phật. Đây là ngài Pháp Tạng, ngài phát nguyện chứ Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai. Khi ngài thành Phật thì cái quốc độ của ngài phải như vậy, và bản thân ngài cũng như vậy luôn. Ngài như vậy, tất cả chúng sanh khi về quốc độ của ngài đều như vậy. Đây có 3 nguyện. Nguyện có túc mạng thông, nguyện có thiên nhãn thông, nguyện có thiên nhĩ thông. Có nghĩa là túc mạng thông là chúng ta biết hết quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta làm thiện làm ác rõ ràng hết và thấy luôn. Tại vì sao? Thiên nhãn, thiên nhĩ có luôn rồi. Thì con người bị phiền não gì nữa giờ? Không có cái gì phiền não nữa chứ. Nên nãy những đức nói chúng ta rõ ràng hết, nên bông sen chúng ta ngắt bông sen. Còn không rõ ràng thì sao? Đi mò bông sen. Đúng không? Mà mò không được đó chứ. Còn bây giờ nếu như mà mình hết phiền não là ngay chỗ nào? Rõ ràng ơi. Nó nguyện có túc mạng thông, quá khứ hiện tại vị lai mình biết rõ ràng, mình làm thiện làm ác gì hết trơn rồi. Mà mắt thấy lỗ tai nghe luôn, kết hợp luôn quý vị. Mà về cực lạc là có được điều này. Vậy thì bây giờ cái việc mà độ sanh của quý vị và thấy thăng bằng quyến thuộc quý vị, người thăng quý vị, thì cái nguyện này là cho quý vị giải đáp rồi nè. Bây giờ ở đây mình đi đến chùa, mình tu, mình cầu an, người cầu siêu cho người thoát. Nhưng an được bao nhiêu và siêu được bao nhiêu? Cái quan trọng là bản thân mình, nên Phật có nói câu
Trước chưa độ mình sao độ người, đúng không? Mình còn chưa an mà đi cầu an cho người, mình chưa siêu mà đi cầu siêu cho người, có không? Chỉ có cái tâm này thôi, chứ bản thân mình chưa được lợi ích mà, đúng không? Bây giờ những đức hỏi quý vị, nếu chúng ta chưa đủ cơm ăn mà chia cơm cho người, việc này khó lắm. Có chia cũng đói, cùng đói nhau. Tại vì nó chưa có được no. Từ khi mình no vậy lắm mình mới chia cơm cho người ta ăn được no. Chứ mình còn đói quá, mình có chia, có tâm đi chăng nữa thì chia ra thì ăn vẫn còn lừng chừng đói. Rồi tới lúc mà kiệt, không còn cơm luôn, lấy đâu chia? Đó. Nên khi mình về cực lạc nè, quý vị coi nè, nguyện có túc mạng thông, rồi nguyện có thiên nhãn thông, nguyện có thiên nhĩ thông, nó có được những khả năng này nè, rồi mình mới biết được quá khứ hiện tại vị lai mình làm cái gì. Rồi mình biết rõ là mình nhìn thấy, mình nghe được người thân của mình, họ đang kêu cứu ở đâu, ở đâu. Thí dụ như bây giờ những đức tin hiền mà giảng sanh thì cực lạc, thăng bằng quyến thuộc, họ gọi ông hiền ngô, ông hiền ngô. Mình ở thế giới cực lạc tức khắc nghe liền, thấy liền, đúng không? Nghe thấy rõ ràng, họ đang kêu mình kìa, có duyên họ kêu tên mình mà. Họ vừa kêu tên mình thì theo cái nguyện mình đến mình tiếp độ, mà mình đủ năng lực mình đến mình tiếp độ luôn đó. Rồi bản thân mình không có phiền não là gì sao? Quá khứ hiện tại bị lai mình làm gì mình biết hết trơn. Nên khi mình sanh về thế giới cực lạc, mình thường nguyện trở lại độ sanh, thì bản thân chúng ta có năng lực đó luôn, đi độ sanh mà mình có luôn. Có nhưng mà giấu. Nhớ nghe, khi đi độ sanh có nhưng mà giấu. Họ giấu nên họ không bị phiền não. Chứ nếu như họ không có gì là họ phiền não liền, họ đụng độ là họ phiền não liền chứ thì sao? Được chưa? Đó. Nên cái người mà giảng sanh về thế giới cực lạc, Phật nói là họ có chiếc áo giáp, chiếc áo giáp mà gọi là phiền não tham sân si, nó không có xâm phạm được. Nên họ mới đi độ sanh mười phương khắp pháp giới. Hiểu chưa? Đi mười phương khắp pháp giới độ sanh, rồi họ biết hết quá khứ hiện tại bị lấy. Nên từ nơi đó mà họ không có phiền não. Hiểu chưa? Cái nhân cái quả, cái nhân cái quả hiểu sâu sắc thì tối đa là không phiền não. Mà dù họ có phiền não cũng giả dạng phiền não. Nếu người ở thế giới cực lạc mà họ thường nguyện trở lại là họ phiền não giả dạng phiền não. Vì họ phiền não để giúp chúng sanh, chứ họ thật tâm không có phiền não. Vì quá khứ hiện tại bị lai họ biết hết trơn, thì những việc thiện việc ác, cái nhân cái quả họ nắm rõ hết. Vì bây giờ họ gặp cái quả gì họ biết cái nhân họ tạo. Họ gặp người ta thương yêu họ thì họ biết cái nhân họ tạo. Họ bị người ta chăm chích, người ta ghét họ, họ biết cái nhân họ tạo. Thì nhân quả họ hiểu sâu thì sao phiền não, đúng không? Đó. Nên cái nguyện này mình có phần, cái nguyện này mình có phần. Vì mình chưa có thấu rõ, mình chưa thấy, mình chưa nghe, nhưng mà mình được nghe lời giảng thuyết, nên bản thân mình sẽ giảm tối đa về cái phiền não. Nó giảm tối đa phiền não luôn. Và mình tin mình về cực lạc mình sẽ được như vậy. Khi mình vừa tin là mình sanh phước báo lớn khi ngồi trong pháp hội nghe. Nhớ nha quý vị, 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi phát lên đó quý vị, là mặt đất chấn động 6 cách. Khi phát lên xong mặt đất chấn động, chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Tại vì sao lời nguyện chấn động tam thiên đại thiên thế giới, chấn động tận hư không. Lời nguyện quá thù thắng. Mà bây giờ mình ngồi ở đây mình nghe những lời nguyện này, mình cũng thù thắng lắm đó. Không, khi quý vị nghe kinh giáo, nghe lời nguyện của Phật nghe, tâm quý vị chấn động mà. Quý vị coi cái duyên quý vị dày mỏng bao nhiêu quý vị biết liền. Khi mà quý vị duyên dày rồi, quý vị nghe nó mát mát trong lòng, nó cảm giác thích thú. Thấy chưa? Có cảm giác rồi đó. Có cảm giác, nói ngay, đụng ngay cái mục A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Là cái cảm giác người ta có đó, hiểu chưa? Ta hưởng được đó. Nói ngay chỗ đó là A Di Đà Phật. Còn cái người mà chưa có cảm giác gì hết trơn thì họ ngớ không biết, đúng không? Thì phải cần nghe để nó thâm sâu cái nguyện của Phật. Thế thâm sâu là gì? Thâm sâu là duyên cái nguyện của Phật cho dày. Mà khi cái duyên của nguyện của Phật dày, mình nghe mình mới cảm xúc,
mình nghe mình mới cảm giác sâu sắc. Tại vì cái duyên mình dày, cái duyên dày thì nó mới tự nhiên lướt ngang là mình cảm giác mình thấy liền. Còn cái duyên mình mà mỏng, đưa trước mặt mình cũng thấy nữa. Còn cái duyên mà dày rồi tự nhiên ngồi xa thì xa, mà sao nó nghe văng vẳng vô lỗ tai mình rõ ràng. Duyên nó dày. Còn duyên duyên mà nó mỏng có ngồi sát bên đây cũng gì vậy? Nó đâu có cảm giác, duyên nó mỏng sao mà cảm giác. Hiểu không? Thế ví dụ như mình gặp một con người nào duyên mình với người đó dày quá đi, mình vừa gặp mà mình đã thích rồi. Rõ ràng. Còn duyên mỏng dù có sát bên mình cũng thích. Có mà, trong cuộc đời này có mà bị sát bên cũng không thích nữa. Sát bên cũng không thích. Còn cái duyên mà dày rồi mình thoáng thoáng gặp một cái thôi là tự nhiên đi đâu mất tiêu, mình nhớ hoài vậy. Sao mà nhớ hoài kỳ cục cái chợ. Vừa gặp lần nhớ hoài. Duyên dày. Còn gặp mà duyên nó mỏng đi, trước mặt mình nó lủi thủi theo mình hoài, làm việc này gì làm việc kia lo lắng cho mình, mình không thương, có không? Trong cuộc đời này có mà. Giống như ngày xưa dưới quê nhà Đức, nhà Đức thấy rõ ràng, nhà Đức có nhỏ em họ, mà cái thằng ở sớm á, trời ơi nó đeo đẳng, nó thương. Nó thương mà nó chưa có được cưới gì hết, mà nó nào là vác lúa, vác gạo, lau nhà, quét nhà, sửa máy cua le, sửa máy cua le, rồi xách nước, gánh nước, nó làm, trời nó làm quá trời làm việc trong nhà luôn. Nó làm tá lá âm binh việc trong nhà hết chứ. Mà con nhỏ này nó không ngó ngàng một cái, nó không ngó ngàng hết chứ. Vì mà có cái thằng thành phố gì mà cái thằng xấu quá, vừa về một cái con nhỏ này nó thương liền cháu, nó thương nó đi theo luôn. Kinh chưa? Là cái duyên nhỏ này với cái thằng thành phố vậy. Còn cái thằng kế bên là thiếu nợ làm hoài. Nó giống như cái câu mà uổng công xúc tép nuôi cò để cho cò lớn có giò cò bay. Thấy chưa? Lo hoài mà nó bay mất tiêu. Thấy rõ không? Nó, nên bây giờ có một cái chú đó mà ông bị thất tình xong ông á trợn luôn đó. Á trợn luôn đó. Nó, thì mình thiếu nợ nên mình nuôi cò. Mà cò nó không về nhà mình mà cò nó bay. Là mình trả xong nợ thì nó bay. Còn nếu mình trả chưa hết nợ là nó ở hoài, nó lượm tóc cho mình cong lưng mình làm. Nhưng chừng nào mà nó đòi đủ rồi nó bay. Nên trong cái cuộc đời này đừng có dùng hai chữ thất tình. Thay vì trả nợ xong thì thôi. Có duyên có nợ thì gặp, mà hết duyên hết nợ thì xa. Hiểu không quý vị? Đó. Còn nếu như mà có duyên mà không nợ, có duyên không nợ là gặp nhau á, gặp nhau mình lo lắng quá trời mà không thể nào sống với nhau là có duyên không nợ. Mà có nợ không duyên là tự nhiên ở xa có thương nhớ hoài mà không bao giờ gặp. Đó. Là có nợ không duyên. Mình có khi mình nhớ một người nào mình không có gặp được đâu, mà cứ nhớ hoài là có nợ không duyên. Mà người gặp bên cạnh hoài mà không được sống với nhau là có duyên không nợ. Trong cái cõi đời này nó chéo ngoe kỳ cục vậy. Chéo cánh ngỗng quý vị, kỳ thấy không? Nó còn bây giờ vợ chồng mà sống với nhau là có duyên có nợ. Nhưng mà duyên có thuận duyên, nghịch duyên. Thấy không? Duyên có nghịch duyên, thuận duyên. Nên mình sống có những gia đình hạnh phúc, có những gia đình không hạnh phúc. Bởi vì mình phải cởi mở cái chỗ này ra để bản thân mình thấy, ô đúng rồi, ông thầy nói đúng ghê luôn á. Nhà nhỏ kế bên hạnh phúc, nhà mình không hạnh phúc. Nhà mình hạnh phúc, nhà nhỏ kế bên không hạnh phúc. Thì ra rõ ràng có duyên mà thuận duyên hoặc nghịch duyên. Thuận duyên thì hạnh phúc, mà nghịch duyên thì không hạnh phúc. Mà cũng là có duyên nợ đó, mà thuận hay nghịch. Ô thầy em giảng đúng ghê chở. Đó. Thế người ta nghe vậy người ta cởi mở liền. Không mà thanh niên thiếu nữ gì nghe gì nó cũng thông tâm. Sau này nó gặp sự cố gì nó không có thất tình. Thất tình chi cho ba trợn chở. Giống như hổm có cái thằng kia thất tình, làm công an, có người yêu, cuối cùng vậy đó mà nuôi cò, cò bay mất tiêu, thất tình, ốm gồm, khùng ba lơn luôn. Khổ ghê không? Mà cái thất tình ghê lắm nghe. Kinh lắm á, không có giỡn đâu. Thất tình là chỉ có chết. Cái người á, mà thất tình là cái người gì biết không? Là cái người này hẹp hòi. Hẹp hòi mới thất. Chứ nếu mà dư giả sao thắt. Nói ngộ ghê.
Nói gì cũng đúng, ngộ ghê. Đúng rồi, nói mà vốn mà đúng. Đúng không? Nó hẹp hòi quá. Nó quên đi công ơn sinh thành của cha mẹ. Nó chỉ vừa gặp nhau, yêu nhau cái nó thất tình. Là do tấm hẹp hòi mà ra. Nếu như mình nghĩ cha mẹ sinh thành nuôi mình khôn lớn tới cái thằng bự gì, mình chưa phục vụ lo lắng cho cha mẹ gì chứ. Mình chỉ là bèo nước gặp nhau mà tự nhiên người ta bỏ mình thất tình. Phải là hẹp không? Giải thích cho nghe. Hẹp hòi chứ gì, đúng không? Nó rồi hoặc là người ta nói thương, mai mốt tao không nói thương cái tự nhiên lấy sợi dây thun treo cổ chết. Nó kỳ cục chứ ghê. Rồi đứt sợi dây thun không chết. Rồi cái đòi nhảy xuống sông mà nhảy nhầm chỗ cạn sợt không chết. Rồi đòi nhảy vô lửa mà gặp lửa tắt à. Đủ thuốc sâu rồi tự nhiên lấy cái chai thuốc sâu không bỏ cà phê vô uống. Vì coi á, mình sao mà cái tâm mình nó hẹp hòi quá, không có nghĩ cái công ơn lớn mà nghĩ cái nhỏ xíu à. Nên mình mới nghĩ cái chuyện tiêu cực trong cuộc đời. Chứ nếu tâm lượng mình lớn không có bao giờ mà mình á mà đi nghĩ cái chuyện kết liễu cuộc đời đâu. Cái khổ đau cỡ nào mình cũng kết liễu cuộc đời. Vì còn sống là còn có cơ hội, chết rồi thì mất cơ hội bản ớ. Hiểu không? Lúc trước coi cô đã bị chồng bỏ, cô buồn thiệt là buồn, ở lại chùa khóc hoài. Những đức nói bà sống chi mà bà khóc hoài. Tôi mở cái cửa mà hồ rùa, bà nhảy xuống cho rùa cắn bà chết xuống cho đôi. Hiểu không? Không ai đổ thừa ai được chứ. Cái đó rùa bao la chứ, nhảy xuống đi. Sống chi mà tối ngày cứ khóc hoài, cứ khổ hoài. Nó bỏ nó cũng bỏ rồi, bà cứ khóc hoài làm gì vậy? Bây giờ tại sao bà không sống cho nó vui lên á? Sống cho nó đặc biệt lên. Bà sống vui lên đi, bà thấy cuộc đời này còn nhiều cái tốt đẹp lắm. Mà bà buồn khổ là bà thấy cuộc đời này cái gì cũng xấu chứ bà ôm. Nói vậy đó, rồi cuối cùng bà vui. Bà vui lên bà gặp những đức, bà nói: dạ thưa thầy, cảm ơn thầy ghê. Lúc trước con buồn rõ ràng thầy ơi, con buồn sao con thấy cái gì cũng xấu. Con đi ngang con thấy hoa sen vậy mà con bứt con liện xuống đất. Trong khi hoa đen hoa sen đẹp thế ghê, vậy mà con bứt hoa sen con liện xuống đất. Mà bữa nay con vui con mới thấy công nhận bông giấy mà còn đẹp hơn bông sen. Ngộ không? Ngộ ghê chứ quý vị. Đó, nên cái tâm trạng buồn á, người xưa người ta ví dụ nó nói người buồn cảnh vật có vui bao vờ, đúng không? Đã buồn rồi ta không có thấy cái gì mà vui hết trơn á, nên mình phải vui mình mới thấy cảnh vui. Ví dụ ngồi trong đây dù đông đúc nhưng mà nó vui rồi, nhìn thấy gì cũng vui. Tại vì mình vui là mình được ngồi chung nhau toàn là những người tu không mà. Nên những người này tương lai họ về cực lạc, lỡ mình yếu yếu một chút họ gắt mình lên cũng được. Em nói mình nghĩ vậy đi. À, mình ngồi cùng với đông người niệm Phật gì cực lạc, lỡ mình yếu họ gắt mình, trời trời trời, cái người cực lạc nó bỏ mình đâu. Người cực lạc họ nhiệt tình, họ nhiệt tình dữ lắm. Cái người cực lạc họ đâu có vô tình bỏ nghĩa. Tại sao mình ở cõi này vô tình bỏ nghĩa biết không? Mình không có biết, mình đâu có gọi là túc mạng thông, mình đâu có thiên nhãn thông, mình đâu có thiên nhĩ thông, nên mình mới vô tình bỏ nghĩa. Chứ nếu mình về cực lạc mình được ba cái loại này, sao vô tình bội nghĩa? Mình biết rõ quá khứ hiện tại bị lai, mình thấy rõ ràng chúng sanh trong tặng hư không như trong tầm lòng bàn tay, còn mình nghe rõ ràng như kế bên, thì làm sao mình vô tình bội nghĩa? Nên ở cái cõi này vô tình bội nghĩa là đúng rồi. Vì sao? Vì mình không có biết. Nên sao mà mình hiểu được cái nguyên lý tình nghĩa? Phải nghe, nghe có duyên lắm nó mới phát triển tình nghĩa. Còn cái người mà bình thường không có được cái duyên như vậy mà không được nghe sao có tình có nghĩa. Nên cái con người mà người ta vô tình vô nghĩa ngoài đời, quý vị đừng có trách người ta, vì người ta không biết. Hiểu không quý vị? Người ta không biết. Đó. Nên mỗi một con người mình hiểu rồi mình thấy tội nghiệp người ta không?
nó rồi mình mới thấy mình được ngồi trong đây mình mừng. Vì nhiều người trong đây toàn là người niệm Phật không mà, vì thấy không, phất phơ chiếc áo màu lơ. Ôi biết đâu nó ngồi gì đâu màu lam gì đâu mà phất phơ. Này được ngồi trong đây mà mừng chứ. Nó nên có vài ba cô áo vàng áo đỏ ở dưới kìa, mình mới mừng mình ngồi được trong màu lam. Phải mừng á nghe, mừng dữ lắm á, được ngồi trong nguyên một cái đạo tràng toàn là áo màu lam không, hiền á, nó hiền lắm. Ừ, không đến nỗi hung dữ đâu. Mà cái người ngồi đây bị soi gương, bị không phải quay phim coi, mặt dễ thương, tội nghiệp. Ba bốn ngày kiểu như mà ăn ngủ cháy giờ cháy giấc. Tới ngày thứ tư xác định với bà sau, bà nào cũng nhìn ngơ ngác như như ánh mắt nai vàng. Hiểu chưa? Tại vì sao vậy? Ba bốn ngày á, thời gian ăn ngủ nó đổi ngược lại một chút, rồi nghe pháp nó an lạc, nó vô định sâu. Khi mà vô định sâu quá, nhìn người mặt hiền, hiền muốn khờ luôn. Thì thấy có những người người ta lanh quá, nhìn mặt hung dữ lắm nghe quý vị, đúng không? Mà lanh quá nó hung dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình nghe pháp một chút, cái tâm mình nó dịu xuống, hiền, hiền mặt 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 ngộ lắm, mặt khờ ngộ ghê à. Nhưng mà thấy dễ thương, đúng không? Mà mình được ngồi trong đây, rồi những con người ở đây á, tương lai họ giải sanh về Cực Lạc, họ nhìn rõ ràng á, họ nhìn rõ ràng, họ thấy ô lúc trước kìa 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 kìa. Nhỏ đó ngồi chung nghe pháp cái bên mình, cũng nhờ có nó ngồi chung mà cái pháp hội thù thoát. Này nhỏ cũng khổ ghê, rớt xuống chỗ đau khổ quá, mình đến giúp nó cái. À, người ta phan thăng ta đến, tại vì người ta có năng lực ở thế giới Cực Lạc, người ta có năng lực, người ta phan thăng tặng hư không khắp pháp giới, nên từ nơi đó người ta phan thăng lên, ta độ mình, ta có mắc công gì đâu. Cái thằng chính người ta dẫn ở thế giới Cực Lạc bình thường, người ta phan thăng đến, ta độ mình, cái chuyện này ta tu thêm phước duyên lớn, thù thắng mau thành Phật, nên người ta xuyên, người ta đi độ sanh. Nó nên mình phải ngồi trong đây mà mình thích, mình quan hỷ, mình cảm nhận, mình hòa nhập vào cái hội chúng này, thì cái công đức của mình lớn như biển cả mênh mông. Hiểu chưa? Nghe thích thú chưa? Quan hỷ giỡn đâu. À, bây giờ tiếp tục đọc lời nguyện này nữa. Lời nguyện này mới đặc sắc. Hôm nay mà nghe mấy cái lời nguyện này cái là thấy muốn bay về Cực Lạc lắm. À, FV đúng không? Khi con thành Phật, nghe pháp tạ tiền kheo mà nghe, nghe pháp nguyện mà khi con thành Phật một cái nghe. Khi con thành Phật cái mà mình đọc cái là tự nhiên mình nói mình khi con thành Phật. Hay không? Tự nhiên ngài đọc của bao nhiêu vạn vạn năm về trước mà giờ mình đọc lại khi con thành Phật lại. Tự nhiên bản thân của chúng ta tự nhiên làm pháp tạng luôn. Khi con thành Phật hết trơn luôn. Bị nghe rõ ràng mà phải không? Đó. Không mà cái câu khi con thành Phật này công nhận hay thiệt ta. Quá từ bi. Chứ nếu nói mà như thầy thành Phật. À, hay như tao thành Phật, nó vẫn không có ngon bằng là cái câu khi con thành Phật. Cái con là cái câu, con là cái câu hạ mình, cái câu mà lúc nào cũng chịu đựng được khổ đau hết, tại làm con mà chịu khó được hết luôn. Nên cái lời nguyện hay khi con thành Phật mà mình nghe cái là bản thân mình cũng nói khi con thành Phật, từng câu từng chữ đó là tự nhiên mình thâm nhập vào tâm mình luôn. Khi con thành Phật là giống hệt mình luôn. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con thảy đều chứng được tha tâm chí thông. Nếu họ không biết tâm niệm chúng sanh ở trăm ngàn ức na do tha cõi, con không thành Phật. Là gì? Là biết rõ ràng tâm ý họ đang nghĩ cái gì. Tận hư không khắp giới mình đang hiểu họ đang nghĩ cái gì luôn. Công nhận thiệt gì đâu mê. Muốn gì Cực Lạc liền. Bây giờ mình đang biết họ đang nghĩ cái gì thì bản thân của mình sẽ đáp ứng.
Nên quý vị coi chư Phật tại sao độ sanh nhiều vậy? Và chư Phật biết được ngày hôm nay Phật sẽ độ ai chứng quả luôn. Chưa vào buổi thuyết pháp là Phật đã biết ngày hôm nay có mấy người nghe pháp chứng quả. À, thời Đức Thích Ca Mâu Ni đã được vậy rồi. Nó, khi mà Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, vậy mà Đức Phật biết ngày hôm nay sẽ có một vị Bà La Môn đến để hỏi đạo, và người này vừa nghe là chứng quả luôn. Đức Phật lần cuối cùng độ được thêm một ông nữa. Nên bá nói với tôn giả A Nan rằng bữa nay ta nhập Niết Bàn, nhưng sẽ có người đến hỏi đạo, nhớ cho người đó tên đó vô đây. Nó thấy không? Gọi là gì? Tha tâm thông. Bây giờ mình ngồi ở đây mình chia sẻ Phật pháp, mình có tha gì đâu. Mình tha tiền, tha đồ thì có chứ. Hiểu không? Mình không có tha tâm thông, nhưng mà mình được có sự cảm nhận khi chúng ta đang cần cái gì, mình nói cho người ta nghe, là nói chung chung với chính bản thân cái nghiệp của mình. Và mình đang cần cái gì, mình nghĩ chúng sanh ở cõi đời đang cần như vậy, mình nói lên thì tự nhiên mọi người thấy thích thú và cũng giống cái nguyện của mình, muốn sanh cực lạc. Vậy thôi. Nên cái việc mà về cực lạc mà được tha tâm thông là đặc biệt lắm. Tại vì sao? Mình biết rõ ràng hết trơn luôn. Bao nhiêu con người đang nghĩ cái gì mình hiểu biết rõ ràng hết luôn quý vị. Công nhận cái này đúng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn luôn. Mà mỗi một lời nguyện này nghe, là mỗi một lời nguyện là chúng ta đều nguyện được về y gan như vậy luôn. Vì mình về cực lạc rồi mình có hết trơn. Trước nhất là nãy ba cái nguyện nãy, và bây giờ thêm cái nguyện này nữa là thấy mình được hết trơn rồi đó. Là mình phát nguyện mình về cực lạc là mình được gì hết trơn luôn. Từ phàm phu còi còi gì đó mà về cực lạc có hết, đầy đủ hết trơn luôn. Dù một bà già si cầu que, một người khổ đau, một người thiếu học, nhưng mà niệm câu Phật hiệu này về cực lạc là trước nhất là có những cái điều thù thắng gì rồi đó. Nó có những điều thù thắng gì hết trơn. Cái cảm nhận mà tự nhiên tội cái người kia vừa ngồi xuống, mình biết họ đang nghĩ cái gì, họ đang cần cái gì, họ đang muốn cái gì, mình biết rõ hết trơn luôn. Mình sẽ đáp ứng nhu cầu rõ ràng, mình nói chung bốc. Mê. À, bây giờ đơn giản thôi, có những cô phiền não một cái gì muốn hỏi Nhân Đức, mà buổi giảng Nhân Đức đã nói ra rồi thì các cô nói trầu gì đâu, cảm ơn thầy, chưa hỏi mà ông nói ra, ghê thiệt. Hiểu không? Là mình thấy rồi rõ ràng thôi. Nó cái đó cũng là hên xui. Mình thì nói hên xui, còn người ta có tha tâm thông là không có hên xui, là lúc nào cũng nói ngay bóp không có hên xui. Còn mình đây là may mắn, may mắn mình nói này trúng bóp, thấy không? Còn bữa nào không trúng thì mình xui. Hiểu không? Nó mình là mình hên xui, còn mình về cực lạc là mình hoàn toàn hiểu rõ chứ. Nên phải về cực lạc mới độ sanh rộng, thấy không? Đạt được những năng lực này nè, gọi là những năng lực này là những năng lực để đi độ sanh mười phương khắp pháp giới. Trí tuệ và năng lực thần thông này để đi mười phương pháp giới độ sanh tiện bề vô cùng. Nếu không có những năng lực này đi độ sanh không có được, khó dữ lắm, trở ngại hoàn toàn, dễ nghịch duyên, dễ sanh phiền não. Thấy không? Dễ nghịch duyên, dễ sanh phiền não. Rồi nghe tiếp tục nguyện kế tiếp. Bữa nay nguyện dữ lắm. Hiểu không? Mà không mà đi vô như vậy nè, nó đi mới sâu nè, phải không? Đi vô như vậy mới thích thú về cực lạc nè. Cái chuyến này là bay đó, không phải dạng đâu nghe, bay đó. Không? Khi con thành Phật, nó thấy khi con thành Phật nữa, thấy chưa? Mình trong lòng mình nói khi con thành Phật liền trong lòng. Vừa nghe cái là mình nói khi con thành Phật liền, nghe không? Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con thảy đều có được thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Nếu trong một niệm không thể vượt qua trăm ngàn muôn ức na do tha cõi, đi vòng khắp cả cúng dường chư Phật, con không thành Phật. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, bây giờ từ thành phố Hà Nội
Mà mình đi đến đây thôi là mình có khi mình đã trở ngại xe cộ, vé máy bay, đúng không? Mà đi đến đây không phải cúng dường Phật, mà gặp những đức còi còi chơi vậy đó, mà khó gặp. Có khi đến đây rồi mà còn không gặp mặt được nữa, có không? Có những người không gặp mặt được mà. Nó mà là quẹn què thôi đó mà còn không gặp được. Thấy chưa? Mưa này mà giảng kiểu này là thôi pháp hỷ sung mãn, hiểu không? Này gọi là mưa hoa, hiểu không? Pháp hỷ mưa hoa, cho chị biết đó nghe. Đó, cái bữa mà những đức mà chia sẻ mà cái nguyện ở dưới chùa Hộ Pháp giảng á, sấm sét ầm kinh lắm quý vị. Mưa mà đến nỗi mà điện sẹt luôn. Ngồi giảng ầm. Bữa đó kinh lắm kìa. Mà chờ đang trông bình thường vậy tự nhiên giảng kinh Vô Lượng Thọ cho đại chúng nghe một cái, tự nhiên mưa sấm sét ầm giống như mặt đất chấn động. Kinh vậy đó quý vị. Không đơn giản đâu nghe quý vị. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh thù thắng mà. Bây giờ những đức đã nhắc với vị nghe bao nhiêu lần rồi. Trong kinh vậy đó, Đức Phật chuẩn bị giảng kinh Vô Lượng Thọ, lại bị biết A Nan nói từ xưa tới nay chưa bao giờ thấy lúc nào Phật đẹp như lần này, và chưa bao giờ thấy mà lần nào mà Phật phóng quang như lần này. A Nan nói là từ xưa tới giờ chưa từng thấy luôn á. Là có nghĩa là kinh Vô Lượng Thọ nói gì Cực Lạc, nói gì cái chuyện mà giảng sanh là chuyện lớn thù thắng nhất. Đúng không? Chúng sanh tặng đời vị lai được lợi ích lớn. Vị nghe lời nguyện này chưa? Đi về Cực Lạc quý vị có năng lực thần thông bay trong một niệm thôi, đi na do tha ức khỏi Phật. Cái chữ na do tha là lượng tặng hư không. Mười phương khắp pháp giới chỉ có một niệm như cái búng tay, mà đi cúng dường cho chư Phật thật, gặp Phật thật cúng dường luôn. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, mười muôn ước cõi Phật không biết bao nhiêu vị Phật mà nói, tại sao chỉ có một búng tay mà con người này có năng lực đi mười phương khắp pháp giới đi cúng dường? Tại vì năng lực quý vị có thể phân thân tặng hư không, phóa thân quý vị đầy cả hư không luôn. Thí dụ như mình ngồi đây có một mình những đức gì, nhưng mà mình về Cực Lạc, mình có thể ngồi ở thế giới Cực Lạc mà mình phân thân trong một niệm thôi, mà mình phân thân bao nhiêu vô ức hóa thân của mình đi cúng dường mười phương chư Phật. Nên một niệm thôi thì mình đã đi cúng dường mười phương chư Phật hết trơn, trở lại cái thân chính hoàn toàn bình thường. Rồi không? Ngồi một chỗ mà biết tất cả hư không, hư không gom về trong tầm tay của mình, quá tự tại luôn. Thấy chưa? Ha, cái này là không thể nghĩ bàn, đúng không? Phải nói là không thể nghĩ bàn, ngoài tầm kiểm soát. Thật sự ngoài tầm kiểm soát quý vị. Vì đâu mà kinh quá mà. Có nghĩa là cái thân tướng mà trí tuệ của họ và thân thông năng lực đạo lực của họ mà nhập cảnh hư không, mà nhập cảnh vào cảnh giới Phật đầy đủ hết trơn luôn. Chỉ một niệm thôi mà đi như vậy đó. Nó niệm này rõ ràng nè, nguyện được thần túc thông là phi hành biến hóa, rồi nguyện dép khắp cúng dường chư Phật, thấy chưa, phi hành biến hóa đến mười phương ức cõi Phật trong một niệm. Thù thắng chưa? Nghe mình nói. Dù vi đọc bình thường không thấy nó ghê gớm đúng không? Nhưng mà giảng ra mới thấy kinh đó. Đó, thấy không? Mình về Cực Lạc đó, như mấy bà gì mà về Cực Lạc mà được vậy đó. Mấy bà không phải tầm thường đâu. Mà không phải mấy bà gì nữa. Bà gì nói gì? Tướng Sĩ Cụ Que nói làm gì mất công thêm. Nếu như những đức gì mà về Cực Lạc làm gì thì nói gì nữa, Sĩ Cụ Que nói làm gì cho mệt thêm. Lùng xỉn hô hốc. Mình bây giờ nói, giờ nói mấy bà nè, mấy bà về Cực Lạc mấy bà sẽ là tướng trượng phu, không phải là người nữ nữa.
Bây giờ thí dụ như mình mang thân người nữ mà mình có cái buồn khổ gì đi, mình gọi là nhàm chán thân nữ. Đã là nhàm chán thân nữ rồi thì con người chúng ta bây giờ mới sanh cực lạc để có được cái tướng trượng phu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đúng không? Đó. Nó thay hình đổi xác. Nó còn cái tâm thức của mình nhập vào hoa sen sanh ra là tướng trượng phu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Vừa sanh ra là hào quang chiếu 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 chiếu. Một con người cao ráo vô cùng từ bông sen bước ra, nó đẹp, đẹp thiệt là đẹp luôn. À, quý vị nói cái bông sen giống gì hả? Sen giống gì thì nói gì nữa. Cái bông sen ở thế giới cực lạc là vô lượng cánh sen, cao tặng hư không. Cái hoa sen người ta như vậy đó. Nên con người bự thiệt là bự ở trong hoa sen mới đi ra, chứ làm gì cái bông sen nhỏ xíu. Rồi vô đó ở đâu? Bị biết rằng cái hoa sen người ta cũng như một cái cung điện lớn. Mà cung điện này không phải cung điện bình thường, mà cung điện này là cung điện bự tặng hư không khắp pháp giới. Mà mình ở trong cái bông sen đó đó. Lúc mình ở trong cái bông sen đó là mười phương chư Phật đang diễn pháp âm cho mình trong bông sen nghe luôn. Bị nghĩ thì sao? Nó thì coi á, bản thân của chúng ta đang niệm Phật ở đây, vừa nghe nguyện này chắp tay lên phát nguyện, hoặc là trong tâm phát nguyện rằng con sẽ về cực lạc, là tức khắc ở thế giới cực lạc mọc một đóa sen cho quý vị liền. Nếu như bây giờ quý vị đã phát nguyện lâu rồi thì hoa sen thế giới cực lạc quý vị nuôi, nuôi hoa sen nó bằng cái gì phải không? Công đức niệm Phật. Người này càng dũng mãnh tinh tấn chừng nào thì hoa sen đó càng sáng rực rỡ, hoa sen đó quang minh càng chiếu sáng 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 rộng ra. Người ở thế giới cực lạc nhìn vào hoa sen đó nói rằng hoa sen này sắp sửa nở bông rồi đó. Sắp sửa nở ra là sắp sửa, người đó sắp sửa sanh cực lạc rồi đó. Là hoa sen này càng ngày càng đẹp, càng ngày càng quang minh phổ chiếu nhiều. Là công đức và tinh tấn tu hành người này là dũng mãnh, không có thối tâm, nên hoa sen người này chiếu chiếu. Hiểu chưa? Vì nghe cái này rợn người chưa? Đó. Đó. Còn nếu như bị thối tâm là hoa sen bị sẽ tàn úa và héo đi. Héo đi rồi cuối cùng cái hoa nó công lợi gì nè, quẹo đầu chết rồi biến mất luôn, thấy chưa? Còn vừa phát cái nguyện chân thành, vừa nghe bổn nguyện của Di Đà mà phát lên cái lời nguyện một phát thôi là ở trên thế giới cực lạc có một bông sen mọc lên tên người đó liền. Quá đặc biệt luôn, quý vị thấy chưa? Rồi mỗi ngày cứ niệm Phật, niệm Phật tu tạo công đức, điều hồi hướng, điều là tạo công đức phước duyên hồi hướng. Bông sen càng ngày càng nở rộng lớn 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 ra, quang minh rực rỡ chiếu 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 chiếu. Không phải, mình dựa thôi, dựa nghe. Nên quý vị thấy không, trời, cái năng lực thần thông này quá tuyệt. Nó không có còn chướng ngại. Thí dụ như bây giờ trong chúng ta sanh về cực lạc, có một người đi đến cái cõi này độ sanh, tất cả quý vị đi về thế giới cực lạc, quý vị sẽ xuống đây nghe pháp, không có chướng ngại gì hết chứ. Không biết cái pháp hội ngày nay sao nhiều người lạ ghê, quá trời nhiều người lạ luôn. Nó hôm nay sao mà nhiều ngữ đâu mà lạ lạ đến nghe pháp không nghe. Ở thế giới cực lạc xuống chứ đâu. Nên chùa mình có khi mà làm cơm quá trời nhiều, số lượng đông kinh khủng luôn, mà xong rồi cơm còn dư lắm. Nó ủa sao mà nhiều người gì mà sao đông dữ lắm mà điếm rồi chứ, mà sao cơm dư dữ vậy trời. Người cực lạc ta đâu có đem cơm về ăn làm gì. Hiểu không? Mấy cô trong chùa có đặt câu hỏi hoài. Mình nói tờ mấy bà đặt hỏi hoài, không lẽ tôi bật mí cho mấy bà nghe. Nó dạ xin thầy
khai thị. Nói thôi tôi không nói khai thị, mà tôi nói rõ cho mấy bà nghe là người ta xuống nghe pháp xong, người ta theo cái nguyện người ta đến, người ta hộ trì cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, xong người ta đi ra gốc cây, người ta chạy về mất tiêu rồi, người ta không có lấy cơm gì. Hiểu chưa? Nên điếm rồi mà đông như vậy mà tại sao cơm dư quá trời? Là do gì? Người ta đâu có ăn cơm chi. Trong một niệm đến nghe pháp, rồi người ta trong một niệm về cực lạc. Nhớ, mỗi một người mình mà khi nghe như vậy rồi, quý vị biết rằng cái cảm giác của mình nó lăn lăn cõi lòng để mà mình muốn sanh cực lạc. Hồi nãy cúp điện cảm ứng. Tại vì nghe hồi nãy giờ nghe ánh sáng không à, nghe sự quang minh phổ chiếu, nghe bổ nguyện thù thắng, hiểu không? Bây giờ cúp điện ta bà một cái để làm chi? Để cho chúng ta nhắc nhở mình là ta bà này đen tối khổ đau lắm, nên nhanh về cực lạc đi, hiểu không? Đó. Tại vì sao vợ ta bà này mà quá tuyệt vời, mà an lạc hoài gì, có khi thích thú quá chắc nó không chịu về cực lạc. Cúp điện một phát mà thấy, thấy không? Tối tối cái cho biết là à, ta bà này nãy giờ thầy phô diễn cực lạc thù thắng, bây giờ đúng là mình mới nghĩ ra khỏi ta bà này nhiều cái chướng ngại, mình phải diệt cực lạc, không còn chướng ngại nữa, đúng không? Đó. Nếu như mình ở thế giới cực lạc đâu có chuyện cúp điện. Tại vì sao? Vì không có mặt trời mặt trăng, không có ngày đêm, điện chi nữa, đúng không? Mày bị nhớ nghe, cái năng lực thần thông của mình ở thế giới cực lạc á, nếu như mình đi đến cái chỗ nào mà tối á, là mình có năng lực mình làm cho sáng liền. Tại vì mình có năng lực đó. Còn nếu như mình ở đây mà có một người làm sáng, là cái người này kể như là xong luôn. Hiểu chưa quý vị? Là ở đây tối là phải tối, chứ không có được làm cho sáng. Sáng là phải nhờ đèn. Đó, theo phù hợp, phù hợp hoàn cảnh cõi ta bà. Hãy nhớ đó nghe quý vị. Nên cái nguyện này đặc sắc, hãy vì cực lạc, đi đâu độ sanh cũng tiện, cúng dường Phật cũng tiện, đi nghe pháp cũng tiện. Ôi ô, nó tự tại gì đâu. Quá tự tại đúng quý vị. Mà quý vị để ý nghe, giảng tịnh độ nó hay nghe, là cái tần số của người giảng tịnh độ nó mạnh. Nó tắt một phát rồi mà tần số không lạc, nó lấy tần số lại nhanh vô cùng. Vì sao? Bổn nguyện gia trì. Bổn nguyện gia trì. Nên mỗi một con người mà ngồi trong cái pháp hội này bữa nay là cái pháp hỷ sung mãn. Con người nó an lạc lăng 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 lăng. Phải không? Sáng sủa, tỉnh táo, giống như là nó tích tụ cái nguồn năng lượng. Mà năng lượng này là năng lượng gì phải không? Nhớ nghe, Phật phóng quang là không có kỵ mưa gió. Mưa mưa phóng phóng. Cái giỡn đâu, nghe không? Phóng quang xuống, mỗi một con người ngồi ở đây ai cũng quan hỷ đúng không? Chạm quang minh liền. Cái người quan hỷ cái người quan hỷ mới chạm quang minh. Còn cái người mà không quan hỷ là khác tần số. Hiểu không? Gọi là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Mà cái người này hồi nãy giờ họ nghe bổ nguyện họ vui mừng hứng hở, thì tụng trong kinh đi, nghe bổ nguyện Phật vui mừng hớn hở, thiện căn vô cùng dày. Biết rồi đó. Ôi đâu có dễ nghe bổ nguyện của Phật. Có khi mà nghe không vô, mà cái này nghe mà vui là nhiều đời nhiều kiếp đã nghe dữ lắm rồi. Giống như bây giờ trở về cố hương vậy đó. Giống như một cái câu nào hay một con người nào mình đã từng quen, mà lâu ngày không gặp mình sẽ mong gặp lại người đó. Mà khi gặp lại mình mừng vô cùng.
giống như mình đã nghe bổn nguyện của Phật của vô lượng kiếp rồi, nghe rồi hóng chừng ở trên xuống luôn. Chưa, ở trên xuống á, rồi nghe mỗi ngày rồi, mà bây giờ nghe nữa thì trong lòng hưng hở, vui mừng. Nhưng không có cái duyên đó sao hứng hở, không có duyên đó sao hứng hở được, hiểu không? Hãy cảm giác cái điều này để thấy đó là thù thắng. Không có dễ cái chuyện mình lúc nào cũng được người ta giảng thuyết cho mình nghe, mà nói về thế giới cực lạc, nói bổn nguyện của Phật đâu, đâu phải ai cũng nói. Hiểu quý vị, mấy ai cũng nói. Học là cái khác, chứ đâu có nói cái vụ này. Nói cái vụ này là nó phải cảm giác, nhận thức từ tâm, nó tâm cảm tâm và được nguyện của Phật hộ trì, rồi mới nói bổn nguyện của Phật quý vị nghe nó mới mát nè. Không phải mưa mát đâu mà là nguyện mát đó. Cho bị biết á, cái thời tiết này cả mưa nó cũng nóng nữa. Tại vì sao? Mưa mà nó bốc hơi nóng. Còn bây giờ quý vị mà đang mát mát, bởi vì mát đây là mát tặng đáy lòng, bổ nguyện so dịu của người nó thích thú lắm quý vị ô. Hiểu không? Nhưng mà khi nghe như vậy rồi, nghe trong lòng mình nó mở cái tâm ra, nên nghiệp nó tiêu. Trong lòng nó mở cái tâm, tại vì nó vui quá. Trong lòng lúc này là nó lăn cõi lòng. Lăn cái này quá trời lăn luôn á. Ta có một câu lăn thôi, con này nó lăn lia lia chứ. Là nó quá an lạc quý vị. Quý vị biết có khi mà mình vui á nghe, mình vui trong cái pháp hội, mình vui trong cái bổ nguyện á nghe quý vị. Quý vị cảm giác như quý vị thả tâm quý vị vào trong cái cảnh giới nào á, bởi vì thấy nó tươi mát trong lòng, cỡ mở tâm tư, có người không còn buồn dặn tất cả trần quế cấu quế tự biến mất, nghiệp tiêu rồi đó. Trần quế là sự không vừa bụng, cấu quế là sự phiền não khó khăn, tự nhiên lúc này nó mất đi trần quế cấu quế là nghiệp chướng tiêu trừ. Mà nhờ nghe bổ nguyện Di Đà so dịu tâm mình, làm cho con người mình được thấm nhuần từ cái sự gia trì của Phật, Phật phóng quang, mình được lãnh quang minh nên mát. Quá thích thú. Mưa thấy chưa, mưa kiểu này và giảng kiểu này là thôi giảng hết mưa luôn. Hiểu không? Nắng mưa là chuyện của chờ, còn chuyện của mình thì cứ giảng pháp đi. Hiểu không? Mà công nhận đặc biệt thì quá tuyệt vời. Bây giờ cái nguyện này là cái nguyện kết thúc buổi giảng nè, hay nè. Cái nguyện này mới là cái nguyện đặc biệt để làm Phật nè. Hồi nãy giờ là mình đi về cực lạc, còn bay chỗ này bay chỗ kia đúng không? Bây giờ nhất định làm Phật. Khi con thành Phật đó, khi con thành Phật là mê liền. Ok, khi con thành Phật, nghe câu dễ thương nghe. Khi con thành Phật, trong lòng ai cũng là khi con thành Phật đúng không? Có chúng sanh nào sanh qua nước con, nhớ nghe. Khi mình làm Phật rồi á, cái quốc độ của mình giảng thuyết vậy là họ đều có cái năng lực, không có khác gì mình luôn. Không phải chỉ có Di Đà không nghe quý vị, mà cả luôn cái con người mà cái quốc độ của mình á, cái quốc độ của mình giảng dạy mà thuyết pháp cho họ nghe, họ cũng được như mình luôn nè. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con, thấy không? Tuy là nói pháp bổ nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nhưng đây cũng là bổ nguyện của mình luôn, sanh về nước mình á. Tại vì mình có năng lực đi tha vô pháp giới, đi độ sanh, nên khi mình đi đến nó độ sanh thì chúng sanh sanh về quốc độ của con được sao? Thì chúng sanh ấy xa lìa phân biệt. Cái chỗ xa lìa phân biệt là nó đã an lạc dữ lắm rồi, hiểu không? Các vị thấy cái cõi này nó phiền não là nghe cái gì? Phân biệt giàu nghèo, phân biệt đẹp xấu, phân biệt học nhiều học ít, nó phân biệt cao lùn, phân biệt trắng đen, phân biệt tùm lum. Bao nhiêu sự phân biệt này là khổ. Mà sanh về nước con, cái cảnh giới của con là xa lìa phân biệt. Thấy an lạc chưa? Xa lìa phân biệt. Các căn tịch tỉnh,
là các căn thanh tịnh. Tịch tịnh là thanh tịnh. Các căn thanh tịnh là lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, đi độ sanh mười phương khắp pháp giới, không còn ô nhiễm. Thấy sắc sanh pháp, thấy thức ăn sanh pháp, thấy ngủ sanh pháp. Lục căn chạm chỗ nào sanh pháp chỗ nấy, là các căn thanh tịnh, chứ không phải là đá đổ. Mà bây giờ các căn mình tiếp nhận, lục căn tiếp nhận lục trần sanh phiền não. Còn người ta là có khả năng là lục căn tiếp nhận lục trần sanh pháp vị. Quá tuyệt. Nó gọi là các căn tịch tỉnh. Nếu không nhất định chứng đại niết bàn, con không thành Phật. Vì sanh về cực lạc rồi xa lìa phân biệt, các căn thanh tịnh, tu hành chứng đến niết bàn thành Phật, không còn thối chuyện. Quá thù thắng. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà thù thắng như vậy. Hồi bữa nay cái chuyến đi này nhà Đức nói bị dư vốn, dư nhiều luôn á. Khi mà nghe rồi, nghe trong lòng quý vị, những Đức nói quý vị nghe là quý vị cởi mở tâm tư rộng dữ lắm. Mà cái tâm rộng là phước lớn, tâm rộng là nghiệp tiêu. Nhớ. Nãy giờ không câu nào la nổi. Tại vì không la, la cái bốc hơi. Không giỡn đâu, tại vì nó cảm với bổ nguyện quý vị, cảm với bổ nguyện. Nên từ nơi đó, con người ta là do tâm hẹp nên nghiệp tăng. Chứ nếu mà tâm rộng thì nghiệp tiêu. Mỗi một con người mình mà tâm mở rộng ra là từ sao? Cảm bổ nguyện, nghiệp tiêu chứ sao. Giống như có cái cô kia mà có nói rằng, con nói thiệt với thầy, con đi về chùa nhiều chùa lắm đó thầy, cúng dường là cúng keo lắm thầy. Con nói thật sự với thầy, gì đâu mà con không có cúng dường bao nhiêu chứ. Vậy mà con đi về này không biết làm sao, con nghe thầy giảng là con gẹt 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 qua thùng Tam Bảo. Thấy không? Cái tâm nó rộng lớn quý vị. Cái tâm nó rộng lớn rồi, nó biết cái việc này là phước báo công đức. Rồi tự nhiên nó bị nhớ nè. Con người bị vui lên là sao cũng được. Phải khi mình vui còn xin cái gì dễ, đúng không? Đó thì con người vui là tâm rộng. Nên tất cả quý thầy biết được chỗ này thì phải làm sao giúp cho Phật tử người ta vui, người ta an lạc. Người ta vui, người ta an lạc thì người ta mới mở tâm lượng. Công nhận không? Chứ sao? Mà không có cái cách nào mà giúp cho người ta vui an lạc bằng đem bổ nguyện của Phật để giảng thuyết cho người ta nghe. Đúng không quý vị? Mà giảng thuyết được bổ nguyện của Phật là phải niệm Phật. Chứ sao? Đức Phật tu vô lượng kiếp mà dùng danh hiệu Phật để độ sanh. Mình không niệm Phật làm sao giảng bổ nguyện của Phật. Quý vị khi niệm Phật để bị giảng bổ nguyện của Phật, giống như quý vị là trong cảnh giới của Phật ra. Giống như trong nhà Như Lai vừa bước ra, nói nhà Như Lai cửa chỗ nào Đông Tây Nam Bắc, chỗ nào có đó sen, chỗ nào có Phật Bồ Tát, là người ta biết hết. Vì sao? Vì người ta từ trong đó ra nên người ta mới biết. Đúng không? Chứ nếu không mà mù mờ sao biết? Không phải đơn giản. Nghe chỗ này thấy lạnh chưa? Mát cho lạnh gì? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình phải trân quý cái nhân duyên thù thắng này. Đời này mà không giảng sanh thì khi quý vị giảng sanh, quý vị sẽ tiếc nuối. Nhớ, đời này không giảng sanh thì chừng nào quý vị giảng sanh sẽ tiếc nuối. Câu nói này rộng lắm á. Tại vì đời này không giảng sanh thì trải vô lượng kiếp mới giảng sanh. Mà khi vô lượng kiếp giảng sanh rồi mới nghĩ đến cái đời này nè, nói ổn ghê luôn. Đã gặp duyên thù thắng mà bỏ qua. Thấy không? Gặp duyên thù thắng mà bỏ qua. Nội mà một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quắc là biết rồi. Thù thắng cỡ nào rồi, đúng không? Trực chỉ rõ ràng cho quý vị còn cái gì. Một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quắc bao nhiêu đó thôi, mở rộng ra là vô lượng pháp. Vô lượng pháp gom lại thành nhiêu đó. Nhớ nha.
Từ nơi đó mà đời này phải vừa cực lạc. Đời này phải vừa cực lạc, không vừa cực lạc không được. Thấy không? Không vừa cực lạc thì trôi trong lục đạo luân hồi. Mà cái thời gian trôi trong lục đạo luân hồi, mất thời gian đủ sanh. Bao nhiêu chúng sanh khổ đau đang chờ đợi mình, mà mình vừa cực lạc mình mới giúp họ được. Mình vừa cực lạc mình mới đầy đủ năng lực thần thông trí tuệ, mình độ họ được. Mình có chiếc áo giáp bạn luôn. Chiếc áo giáp này ngon lắm nha. Vì cực lạc chiếc áo giáp mà Phật ban bố cho quý vị đó, bặn vô một cái là quý vị không còn lo sợ gì nữa hết. Dù quý vị vẫn gặp nạn, gặp này gặp kia, nhưng quý vị sẽ không bao giờ lo sợ, vì có chiếc áo giáp đó rồi. Thấy không? Nó sẽ rất tự tại cho quý vị. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai với đầu phần. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúng ta giờ này mình cũng đi thực và phóng sanh. Bữa nay mưa nhiều quá nên chùa mình mỗi lần lễ Nhân Đức mỗi ngày đều cúng tế thực hai lần. Mình lo cho người còn sống, mình cũng nghĩ đến người đã mất. Tại vì khi mình còn sống mình chấp vào cái ăn quen à. Bây giờ mà mình chết rồi mình chưa siêu thoát, mình cũng bị dính mắc cái vụ ăn uống. Dính mắc cái vụ ăn uống. Từ nơi đó mà khi mình cúng tế thực, người ta cũng hưởng được cái hương vị. Nhất là khi mình vừa tu xong cái tâm an lạc, cúng cho người ta lợi ích lớn lắm. Nhờ vậy mà người ta về, người ta ban đầu thì người ta nghĩ gì được cúng tế thực, nhưng mà người ta nghe pháp, người ta được lợi ích lớn lắm nha. Nên mỗi một người chúng ta, cái công đức mà mình tu mấy ngày nay thù thắng lắm. Mình nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, và điều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật thù thắng này hồi hướng cho tất cả những chúng sanh đó. Nguyện tất cả chúng sanh đều hưởng được công đức mà thần thức sáng suốt tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Khi chúng ta về đây đông gì thì mỗi người chúng ta cũng có người mang nghiệp phá thai, hoặc là có quán thân trái chủ đi theo mình đông lắm. Từ nơi đó mà nhờ nghe pháp, nghe bổ nguyện của Phật mà cái tâm hận thù đòi nợ nó buông xuống. Vì Phật dạy quan gia nên giải không nên kết. Cuộc đời mình đang sống đây buồn ai là mình đã khổ à. Không chỉ chết rồi mà hạng người đeo đẳng theo đòi nợ thì đời đời kiếp kiếp toàn là trong tam đồ ác đạo, không có ngày vui. Nên hôm nay mình nghe được Phật pháp, buông cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện của Phật đi. Phật nói rằng là niệm danh hiệu ngày ngày trước cha, buông tâm hận thù đòi nợ, niệm danh hiệu ngày ngày trước, vì cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương những tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương những tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tí như cung, nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, bà việc nhật ra hồng.
Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô sanh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta phóng sanh nha. Tất cả những chúng sanh mà mình khi mình không não hại mà mình còn phóng sanh, mình thả. Trong kinh Phật nói là tứ sanh phụ mẫu. Tất cả chúng sanh này đều có nhân duyên từng là ông bà cha mẹ của chúng ta. Nên khi chúng ta biết tu rồi, mình ăn chay phóng sanh là có đạo lý rất rõ ràng. Phật nói mình phải tin 100%. Có nhiều người chúng ta vì do tạo tội nghiệp, bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em. Khi cha mẹ sinh ra mà của cải còn giành giật nhau, làm cha mẹ đau lòng là bất hiếu. Từ cái tội bất hiếu đó mà khi chết đi đọa làm súc sanh. Phải nhớ. Nên tất cả các cháu nhỏ nít này đâu nè, nghe gì rồi các con nhớ. Mình mà có phước là có phần, không cần nó cũng có. Còn mình đã không có phước mà mình giành giật, nó còn tổn hại thêm, tội lỗi thêm. Nên mình nghe đạo rồi các con nhớ là anh chị em sống với nhau, thương yêu nhau, cha mẹ chia của nhiêu, nhận nhiêu, không có giành giật, không có đấu đá. Vậy thì mình mới có phước. Còn nếu không là mình đọa làm súc sanh. Tại ngu si. Anh em mà đi kình nhau, quýnh nhau để giành giật của cải là ngu si. Mà ngu si thì nhất định đọa làm súc sanh. Từ nơi đó thì súc sanh là những chúng sanh đã từng tạo tội nghiệp mà bây giờ làm súc sanh. Nên chúng ta nghe đạo rồi ăn chay phóng sanh rất có đạo lý.
Nên mỗi một người bệnh đau nên phát tâm ăn chay trường và phóng sanh. Thì cái công đức này hóa giải cái nghiệp bệnh rất là hay. Chúng ta đọc tam quy y để mà thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chim chắc mình thả nó ra chắc nó bay lên cây quá ta. Chứ nó ở ngoài ngoài cây chứ nó đâu ở ở trong nhà đâu. Đúng không? Chắc mình thả được không sao ha. Bây giờ gì mình vỗ tay mình niệm Phật mình thả rồi bay ra cây nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.